Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách vào Classroom để nộp bài nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đăng nhập vào Classroom này. Sau khi mình đăng nhập vào, mình sẽ bấm xem các lớp. Để hiện nay mình đang muốn nộp bài của lớp nào. Các thầy cô sẽ có lời mời thì mình sẽ join vào lớp. Ví dụ như cô sẽ học lớp học tập K4. Thì khi mà vào lớp này, chúng ta sẽ kiểm tra các cái bài tập bằng cách bấm vào Classwork ở đây. Thì sau đó chúng ta sẽ kiểm tra các bài tập chúng ta cần, bấm vào View Assignment. Sau khi View Assignment ở đây, chúng ta sẽ nộp. Ví dụ em có một bức thư thì em sẽ chọn Add, một file, một link hoặc gì đó thì chúng ta sẽ chọn File. Mình sẽ lấy file đó ở trên máy tính của mình. Mình để nó ở đâu thì mình sẽ lấy ở đó. Giả sử đây là bức thư của cô nhé. Các bạn lưu ý này, khi mình bấm vào đó xong, mình sẽ bấm thêm lần lượt thứ hai, đó là hand in. Ok, mình chọn hand in nó lên. Thì khi đó chúng ta mới nộp xong bài. Chúng ta sẽ vào đây để chúng ta kiểm tra lại xem bài đó mình đã nộp chưa nhé. Các em nhìn ở đây, chúng ta có thể để ý cho cô này, những cái bài nào mà nó đã làm mờ đi rồi là những bài chúng ta đã nộp. Còn những bài mà nó vẫn còn hiện xanh này là chúng ta chưa nộp bài. Khi nộp xong rồi mà chúng ta thấy là mình nộp nhầm file rồi, các em có thể chọn Unsubmit để hủy bài đó đi. Và chúng ta click bỏ. Bây giờ giả sử nếu nộp mà không bấm hand in thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ok, tải lên rồi nhé, nhưng mình chưa hand in nó. Thì khi mình kiểm tra ở đây, nó vẫn là màu xanh đậm. Như vậy là em chưa nộp bài. Vậy thì các em cần kiểm tra lại và bấm hand in. Khi đó bài tập của các em sẽ được hiện lên, thầy cô sẽ ghi nhận được là em đã làm bài rồi, tốt rồi. Thế như vậy là hoàn thành nhá. Chúc tất cả các em sẽ hoàn thành tốt các bài học khác ở môn này. Chào các em.